Calasur nay đã có thêm Calasur Gold với Mufa, Ufa, Omega 3, Omega 6 và chất dầu hòa tan Synergy One, giúp người lớn tuổi, người ốm cần phục hồi, bổ sung dinh dưỡng, dễ hấp thu và tiêu hóa, phù hợp cho tim mạch. Mẹ đi vắng, nhưng yên tâm thật nhiều. Calasur và Calasur Gold, một sản phẩm của Vita Dairy.